Thưa bà con, trong các loại thực phẩm, thịt đà điểu được xếp vào loại thịt đỏ. Tuy nhiên thì hàm lượng chất béo lại thấp hơn các thịt cùng loại như thịt bò và thịt cừu. Trong khi đó, hàm lượng nước, protein, axit amin trong loại thịt này lại rất cao. Với hương vị thơm ngon, đặc trưng thì thịt đà điểu hiện được thị trường khá ưa chuộng. Với mong muốn mang đến cho thị trường sản phẩm thịt đà điểu sạch, thơm ngon và bổ dưỡng, anh Trần Quang Ích tại xã Minh Tiến, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã không ngần ngại bỏ ra hơn 4 tỷ đồng đầu tư để chăn nuôi đà điểu. Sau 4 năm phát triển, mô hình đã và đang mang lại thu nhập trên 400 triệu đồng mỗi năm cho gia đình anh. Các em chuẩn bị tập hợp chạy nào. Chỉ cần chủ ra hiệu lệnh, ngay lập tức những con đà điểu này sẽ bắt đầu thực hiện bài thể dục buổi sáng. Chúng cứ chạy liên tục như vậy hàng giờ đồng hồ. Anh Ích cho rằng việc cho đà điểu tập thể dục hàng ngày sẽ giúp chúng có bộ cơ săn chắc và thịt sẽ thơm ngon hơn. Mình cho nó luyện tập này thì thịt nó sẽ chắc khỏe mạnh, vừa phát triển nhanh vừa phát triển tốt và nó giảm mỡ đi. Có ngoại hình rất là to lớn và trong quá trình chăm sóc nếu như chúng ta không cẩn thận thì rất là dễ chúng sẽ xô vào người. Vậy thì làm thế nào để anh Ích có thể khiến những con đà điểu to lớn này nghe lời? Con đà điểu này nó rất là thân thiện với con người. Thế là mình muốn tập thể dục của nó thì mình phải làm cho nó quý mến mình. Mình cho nó ăn, rồi mình đi đâu nó sẽ đi theo đấy. Rồi mình chạy nó chạy theo. Muốn tập thể dục cho nó vào cái thời điểm nào thì mình sẽ tạo cho nó thành cái thói quen vào cái thời điểm đấy. Theo các chuyên gia chăn nuôi, việc anh Ích tập cho đà điểu thói quen chạy theo hiệu lệnh thực ra cũng dựa trên đặc tính của nó. Đà điểu vốn dĩ là động vật thích chạy, do đó việc tạo đủ không gian cho chúng chạy nhảy cũng là một yêu cầu bắt buộc khi chăn nuôi thương phẩm. Khi vận động nhiều sẽ kích thích đà điểu ăn nhiều, tiêu hóa tốt, giảm bệnh tật, tăng trưởng nhanh. Không những thế, nó còn giúp cải thiện chất lượng thịt. Khi vận động như vậy thì cái năng lượng tiêu hao là chủ yếu là mỡ. Và tất nhiên là đường gluco nữa, giúp cho quá trình chuyển hóa của cái chu trình Krebs thì nó sẽ chuyển hóa, và chuyển hóa như thế thì cái lượng mỡ sẽ giảm đi rất nhiều, cho nên cái ở thịt bắp ấy là chủ yếu là phần cơ nó sẽ phát triển, và khi cơ bắp phát triển thì chúng ta thu được một cái lượng thịt xẻ là cao. Bên cạnh việc cho đà điểu tăng cường vận động, chế độ dinh dưỡng của đà điểu cũng được anh Ích đặc biệt chú trọng. Thay vì dùng cám công nghiệp, anh Ích dành 4.000 m2 đất để trồng cỏ VA06. Đồng thời mua ngô hạt, nghiền nhỏ, bổ sung vào khẩu phần một lượng thức ăn tinh. Mỗi một con đà điểu trưởng thành có trọng lượng từ 80 đến 120kg, sẽ được cho ăn từ 5 đến 6kg thức ăn một ngày. Đảm bảo phát triển tốt ấy, thì mình sẽ chăn khẩu phần có là 50% thức ăn xanh và 50% thức ăn tinh. Với việc cho đà điểu ăn thức ăn tận dụng, chi phí chăn nuôi có thể giảm tới 50% so với việc cho ăn thức ăn công nghiệp. Bên cạnh đó, do đà điểu là loài có sức đề kháng cao với các loại dịch bệnh, nên trong suốt vụ nuôi, anh Ích không cần sử dụng đến thuốc kháng sinh. Công tác vệ sinh phòng bệnh chỉ đơn giản là quét dọn chuồng nuôi, giữ cho môi trường chăn nuôi luôn sạch sẽ. Điểm cái hệ tiêu hóa con này nó tiêu hóa rất là kiệt. Căn bản ở đây là tôi chăn thức ăn là toàn thức ăn sạch, nên là cái phân của nó các bạn thấy không? Nó như là cát đấy, nó không có mùi mẽ gì cả. Nếu mà có được ý nào tôi tận dụng cỏ, nhưng mà đấy, cái phân này là rất là hệ tiêu hóa kiệt hết luôn, gần như là đất như là cát luôn. Quả thật không hổ danh là loài chim lớn nhất thế giới. Theo tìm hiểu thì đà điểu sau 9 tháng nuôi có thể đạt trọng lượng từ 80 đến 90kg, cá biệt có cá thể lên tới 120kg. Theo anh Ích tính toán, chi phí để nuôi một con đà điểu từ 1 tuần tuổi đến khi xuất bán hết khoảng 7 triệu đồng, bao gồm chi phí giống, thức ăn và phòng trừ dịch bệnh. Với giá bán 90.000 đồng đến 110.000 đồng 1 kg hơi, 250.000 đến 270.000 đồng 1 kg thịt, mỗi con đà điểu anh thu lãi khoảng 4 đến 5 triệu đồng sau khoảng 9 tháng chăn nuôi. Với quy mô duy trì khoảng 100 con đà điểu thương phẩm như hiện tại, sau khi trừ chi phí, mỗi năm anh thu lãi 400 đến 500 triệu đồng. Về giá trị kinh tế thì tôi thấy lô con này nó vẫn là hợp lý so với ở địa phương của tôi. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, hiện nay thịt đà điểu được xem là thực phẩm của thế kỷ 21.
thịt có vị ngon, ngọt, đặc trưng, đặc biệt giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe của con người. Thịt đà điểu có thể sử dụng thường xuyên trong bữa ăn hàng ngày. Thì thịt đà điểu có cái thịt nạc ấy, cái lượng protein cao như thế rồi, nhưng mà cái mỡ trong cái thịt đà điểu nó cũng rất ít. Cái hàm lượng mỡ, hàm lượng chất béo ở trong thịt đà điểu thì chỉ bằng 1/3 của thịt bò và chỉ bằng 1/2 của thịt gà thôi. Đấy là cái hàm lượng mỡ. Mà trong cái hàm lượng mỡ đấy thì đã rất ít rồi, nhưng mà nó lại có ít cholesterol và có những cái axit béo chưa no cần thiết. Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ mô hình nuôi đà điểu của anh X, đồng thời để khuyến khích thanh niên địa phương khởi nghiệp, từ tháng 2 năm 2017, Ủy ban Nhân dân xã Minh Tuyến, huyện Đại Từ đã thành lập ra hợp tác xã chăn nuôi Song Mã do anh X làm giám đốc. Đến nay, hợp tác xã đã có khoảng hơn 10 thành viên tham gia. Họ liên kết hỗ trợ lẫn nhau trong việc phát triển chăn nuôi và tìm đầu ra cho sản phẩm. Bước đầu thì chúng tôi đánh giá là cái mô hình này hoạt động rồi là sản xuất hết sức hiệu quả. Và chúng tôi đối với địa phương thì cũng đang khuyến khích, động viên đối với hợp tác xã tiếp tục nhân rộng rồi là phát triển cái mô hình nó mở rộng hơn. Trong thời gian tới, hợp tác xã Song Mã tiếp tục chọn lọc đàn đà điểu đạt tiêu chuẩn, đưa vào nuôi sinh sản và có kế hoạch nhập tiếp 100 con đà điểu giống, đồng thời chuyển giao kỹ thuật nuôi đà điểu thịt thương phẩm tới xã viên. Về vấn đề đầu ra, hợp tác xã cũng có kế hoạch thành lập các cửa hàng bán thực phẩm sạch tại huyện Đại Từ và thành phố Thái Nguyên, chủ động liên hệ với một số nhà hàng, nhà máy chế biến thực phẩm đông lạnh trong và ngoài tỉnh để tạo thành chuỗi cung cấp sản phẩm sạch, chất lượng ra thị trường hướng tới xuất khẩu.